Hello, my students. Welcome to English 8. Before your lesson, we do the game, small game, guessing the word. Now you look at the pictures and guess the words. Rồi chúng ta sẽ nhìn vào hình và chúng ta sẽ đoán từ đó như thế nào ha. So the first picture, okay, you can see the picture and you guess. So where is it? Ở đâu đây? Okay, it's the central post office in Ho Chi Minh City. Như vậy đây là một cái bưu điện trung tâm ở thành phố ha, của quận 1. Alright, so the word is a post office. This means the this mean building. Okay. So the next picture, you can see the man. Okay, who is he? Này là ai đây? Okay, so it's a postman. A postman. Okay, đó là người giao thư, huh? Alright. So the next word, the next picture, you can see this is. Okay, the pencil, pen, and this is the paper and envelope used on is okay, a letter. Đây là một cái bức thư ha. Như vậy chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ học về thư từ ha. Như vậy today we are going to learn unit 5 study habits. Write. You learn how to write a letter to your friends. Như vậy hôm nay mình sẽ học cách viết một cái lá thư để gửi cho bạn mình ha. So part 1 vocabulary. So the first word, Lunar New Year. You can see the pictures are okay. The boy and the girls, they are dancing lions, okay, in Lunar New Year, okay, on that holiday. Như vậy là vào dịp Tết ha, Tết Nguyên Đán, đây là những cái hai bạn nam và bạn nữ đây đang múa lân ha, okay, and dancing. Lunar New Year is mean Tết Nguyên Đán. The next word, Mid-Autumn Festival. Mid-Autumn Festival is a noun. You can see the lantern, the teapot, alright, the moon cake, alright, this is the moon, a full moon, okay, and the children looking in the sky, okay, look at the sky and see the moon. We call Tết Trung Thu. So the next word, celebrate. Celebrate is the verb, okay. You can see they celebrate that holiday. Yep. So it means in Vietnamese, mừng all in way. Celebrate that holiday is mean mừng Tết Nguyên Đán hoặc là mừng trang hoàng chào đón để mừng Tết Nguyên Đán hoặc là xuân mừng xuân. Celebrate nghĩa là mừng hoặc là liên hoan. Okay. So the noun celebrate, celebration. Celebration is a noun, and other noun is a person who is famous. Celebrity. Celebrity is the person is famous, who is famous. Tức là cái người nổi tiếng. Alright, so the next word, enjoyable. Enjoyable is an adjective. You can say the boy, he is enjoyable. Okay, he is listening to music and then he is enjoyable. Như vậy là chúng ta nhìn vào đây ha, người con trai này đang gọi là thích thú hoặc là thú vị hoặc là đang tận hưởng ha, tận hưởng về âm nhạc ha. Alright, so the verb enjoyable, enjoy. And the noun enjoyment. Okay, so you have 2 minutes to copy all the words and the new words into your notebook. Okay, 2 minutes to do it.
thumbs up hát giờ này ha. Thì chúng ta đã chép xong từ vựng vào trong tập này ha. Ok, now before you turn next part, ok, you listen and repeat. Alright, Lunar New Year. Lunar New Year. Mid-Autumn Festival. Mid-Autumn Festival. Celebrate. Celebrate. Celebration. Celebration. Celerity. Celebrity. Enjoyable. Enjoyable. Enjoy. Enjoy. Enjoyment. Enjoyment. Ok, now you write this at home. Như vậy mình sẽ luyện tập những từ này ha, cách đọc ở nhà ha. Alright, so next part. Alright, how to learn a letter to your friends. Writing a letter to a friend. Như vậy mình sẽ học cách viết thư cho bạn như thế nào ha. Ok, next. Alright, so part 1A. Alright, put the parts of the letter in the right order. Như vậy mình sẽ sắp xếp ha, từng vị trí của cái này theo thứ tự ha, của một bức thư như thế nào ha. Như vậy là mình sẽ có một phút để mình thực hiện các bước này ha. Như vậy các bạn có thể sắp xếp ha, không cần phải đúng hay sai, chúng ta mình thấy nó sắp xếp theo ý của các bạn, rồi sau đó thì sẽ sửa cho các bạn ha. Ok, now 1 minute to do it. À, như vậy ở đây chúng ta sẽ thấy là sao? Body of letter, tức là câu A, chúng ta sẽ nói là đây là cái phần chính của bức thư ha. Cái phần body of letter, rồi heading ha, thì ta chú thích là writer's address and the day, tức là địa chỉ của người viết và cái ngày người đã viết cái lá thư ha. Gọi là phần heading. Rồi sang phần C thì là phần closing ha, tức là phần đóng ha, hoặc là kết thúc đó. Thì đó chính là mình sẽ có là your friend, regards, là love, đây là cái lời chào cuối ha, bức thư. Rồi, như vậy phần part D thì mình sẽ có là opening, có nghĩa là bắt đầu chữ dear ha, là phần mở đầu đó. Như vậy thì phần thầy mới vừa giải thích ha, thì chúng ta sẽ có là the correct order, tức là cái đúng vị trí của nó, sắp xếp đúng ha, theo thứ tự. Rồi, the format of a letter, tức là một cái cấu trúc của một bức thư, thì mình sẽ có là, đầu tiên mình sẽ có là ok, là heading ha, phần heading, rồi writer's address and the day, tức là cái phần này là gọi là cái phần đầu của bức thư ha, bao gồm là địa chỉ của cái người viết và ngày của cái người viết ha. Như vậy là 1B ha. Và next 2 sẽ là đến phần opening, tức là phần dear đây chính là dear cộng tên người nào đó ha, tức là gửi ai đó. Rồi, so the next words mình sẽ có là number 3 là body of letter, tức là cái phần của phần chính của bức thư ha. Thì mình sẽ có là body of letter, thì cái phần này mình sẽ muốn viết nội dung của mình, muốn thể hiện nguyện bức thư đó với mục đích gì, thì mình sẽ viết phần này, phần body of letter ha. Mình sẽ ghi rõ ràng ra cái mục đích viết bức thư là để làm gì đó, thì một lát mình sẽ viết nội dung thư ha. Thì body of letter nó chính là nội dung của bức thư đó. Alright, so number 4 là proceed, như vậy là closing, tức là phần kết thúc ha. Thì mình sẽ viết là your friend, hoặc là regards, hoặc là love ha. Alright, so now heading ha. Thì ở phần heading thì mình sẽ có là writer's address and the day, tức là phần đầu của một điểm nhấn của một bức thư, thì mình sẽ có là tên của địa chỉ của người viết và ngày viết cái bức thư đó. Rồi, và phần kế tiếp là phần opening, thì mình sẽ có dear cộng với tên người, hoặc dear Tom gì đó, và nhớ cho hài lòng remember the camera, nhớ cái dấu phẩy chỗ này ha. Dear, ví dụ dear Tom, rồi dear Lang chẳng hạn ha. Rồi, next, the body, rồi body tức là phần nội dung á, thì mình sẽ bắt đầu là
Có thể mình bắt đầu là thank you hoặc là thank for gì đó, hoặc là cảm ơn bạn về điều gì đó. Và I'm pleased or I'm happy, I'm glad to hear, tức là tôi vui mừng khi mà nghe về điều gì đó ha. Ở trong phần body thì mình có thể mình sẽ tiếp là sao, I hoặc là we receive, my hoặc our first and second semester report, tức là tôi đã nhận được cái gì, cái kết quả học tập của học kỳ 1 ha, hoặc là học kỳ 2 gì đó của bạn không. Thì đây là phần nội dung. Phần nội dung kế tiếp thì mình có thể ghi là sao, I'm hoặc là we are going to, tức là đây một cái dự định mình sẽ làm cái gì kế tiếp đó. Có thể mình sẽ đi thăm bạn mình chẳng hạn, we are going to visit London, we are going to visit Hồ Chí Minh City next week chẳng hạn, là chúng ta sẽ đi đi thăm viếng thăm hoặc là đi thăm thành phố Hồ Chí Minh hoặc là London vào tuần tới. Đây là một cái dự định, một kế hoạch muốn nói cho bạn mình biết trong một thư thôi. So, write soon and tell me on your news. Tức là ở đây là phần này là phần chuẩn bị để phần kết thúc của một bức thư. Mình có thể mình sẽ yêu cầu bạn mình là hãy viết cho tôi ha, và nói cho tôi biết về tất cả những cái điều gì là xảy ra với bạn đó, on your news. Hoặc là mình sẽ viết câu là I look forward to hearing or receive, tức là tôi mong đợi nghe được cái điều gì đó từ bạn, hoặc là tôi mong đợi nhận được cái điều gì đó ha. Đây là phần chuẩn bị của cái phần kết thúc của một thư. Như vậy là phần cuối của một thư thì sau khi mình sẽ viết câu là I look forward to hearing from you, và sau đó là phần tóm lại mình sẽ viết có thể là your friends hoặc là regards hoặc là best wishes. Sau đó mình ghi tên là như này thôi. Thì đây là một cái nội dung của một bức thư nha, mà mình sẽ viết cho bạn của mình. Đấy, mục đích ở đây mình sẽ nói về gì, là từng một cái kết quả học tập của mình ở học kỳ 1 hoặc kỳ 2 gì đó. Rồi sau đó mình sẽ nói dự định của mình cho bạn mình biết, và mong bạn của mình sẽ trả lời thư cho mình ha. Rồi, so you have 3 minutes to copy the format of the letter into your notebook. Như vậy là chúng ta sẽ viết cái phần cấu trúc của một cái lá thư để viết cho bạn của mình vào trong trong tập của mình ha. Rồi, 3 minutes to do it, 3 phút để mình chép ha. Chúng ta hết giờ rồi không? So now we wrap this. Chúng ta sẽ thực hành ha. Textbook page 50 and 51, là trang số 50 và 51 không? This is the letter ha.
Okay, and she write the letter to Tim. Như vậy là Hoa sẽ gửi bức thư này cho Tim ha. So look at the Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sessions and label them with the correct letter. Như vậy đây là một cái bức thư nha, của bạn Hoa gửi cho bạn Tim, và cô ấy viết cái bức thư này vào cuối học kỳ. Cuối học kỳ 1 ha, our first semester. Như vậy là chúng ta sẽ dựa vào bức thư này, chúng ta sẽ nhiệm vụ chúng ta sẽ là tìm ra ha những cái phần của bức thư nó nằm ở đâu ha, và chúng ta sẽ điền vào cho nó đúng ha. You have 1 minute to do it. Alright, so now look at the box and write the correct on the premises. Time's up, hết giờ rồi ha. Alright, now we put it. Alright, so now the heading. Như vậy đầu tiên mình sẽ có phần này được gọi là heading, là bao gồm tên, địa chỉ, đến từ đâu, ngày tháng để viết của bức thư đó ha. Alright, đây chính là địa chỉ address nè. Như vậy phần này là phần heading. Xem kế tiếp mình sẽ có là opening, tức là phần dear team ha, gửi cho bạn team. Rồi phần này là phần nội dung của bức thư, thì gọi là the body of the letter đó. Đây là chính là phần nội dung. And the last là phần closing. Closing là cái phần kết thúc đó ha. Mình sẽ có là address và ký tên ở đây. Rồi. So. Rồi, comprehension the questions. Như vậy là chúng ta sẽ nhìn lại cái bức tranh này ha. Rồi. Trước khi mình làm bài tập kia thì mình phải xem trước cái thư này ha, nội dung bức thư này nói gì để mình làm bài tập về cái phần câu hỏi về bức thư ha. Rồi. Câu hỏi thứ cái phần này thì đây là bạn Hoa gửi cho bạn Tim. Như vậy là Hoa gửi là Dear Tim, rồi cảm ơn về lá thư của bạn ha. Rồi, tôi thế nào? Tôi rất là vui khi nghe là bạn có một gì? Bạn đã có một cái kỳ nghỉ Giáng sinh tuyệt vời ha. Hoặc là bạn đã có một hay đã tận hưởng một cái kỳ nghỉ Giáng sinh rất là tuyệt. Rồi, chúng tôi đã nhận được gì? Chúng tôi đã nhận được cái kết quả cuối học kỳ 1 của ha. Rồi, khoảng một vài ngày trước. Rồi, tôi đạt được điểm gì? Điểm tốt ha, là điểm giỏi đó, cho môn khoa học tiếng Anh và môn lịch sử. Nhưng mà môn toán thì như thế nào? Kết quả của môn toán, nhưng mà kết quả của môn toán thì rất là không được tốt mấy ha. Poor. Rồi, nên là giáo viên toán của tôi như thế nào? Khuyên tôi hoặc yêu cầu tôi dành nhiều thời gian hơn cho môn toán, và tôi phải học chăm chỉ hơn vào học kỳ kế tiếp. It's almost Tết, như vậy là sắp cũng đến Tết rồi ha. That's the New Year Festival in Việt Nam, đây là một cái lễ là Tết âm lịch đó ở Việt Nam. Là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ kể cho bạn nghe về về Tết ha, ngày Tết ở Việt Nam như thế nào bằng cái lá thư kế tiếp ha, my last letter. Rồi, so we are going to Huế tonight. Như vậy là chúng tôi sẽ đi đến Huế tối nay to celebrate the festival, tức là để mừng một cái lễ hội ha. With my grandmother, với bà của tôi ha, và tôi sẽ gửi cho bạn một cái postcard, gửi bạn một cái bưu thiếp từ đó, tức là từ Huế đó. Hãy viết cho tôi sớm ha, và gửi cho tôi về những cái điều gì của bạn ha, kể cho tôi nghe những cái tin mới hoặc là những cái điều gì đó của bạn ha. Ok, regards thân ái Hoa. Đây chính là nội dung của bạn Hoa viết cho bạn Tim. Như vậy dựa vào đó ha, thì mình sẽ làm cái bài tập comprehension questions. Ở đây mình sẽ có những câu hỏi là who wrote the letter, to whom, về ai viết cái bức thư ha, và viết cho ai. Rồi, question B, how many sections are there in the letter, what are they, là có bao nhiêu phần trong bức thư ha, và tên những phần đó là gì. Rồi, question C, what is the main section of the letter, đó là phần chính của bức thư là phần nào. Rồi, who had an enjoyable Christmas vacation, ai đã có một cái kỳ nghỉ Giáng sinh rất là vui không. Rồi, and let's question E, what does
Hoa write about the new thing, letter tức là hoa viết cái gì ha, trong cái lá thư của hoa đó. And what information does hoa want to give him Tim, tức là hoa muốn gửi đến những cái thông tin gì cho bạn Tim ha. You have 30 seconds to read again the questions. Okay, thumbs up. So now answer the question. Alright, who wrote the letter? And to whom? Ai đã viết cái bức thư đến ai? Như vậy là bức thư này của bạn Hoa viết cho bạn Tim. Như vậy là Hoa wrote the letter to Tim. Penpal. Đây là một cái người bạn của bạn Tim, là một cái người bạn qua thư của Hoa ha. Question B. How many sections are there in the letter? And what are they? Như vậy là có bao nhiêu cái phần trong một bức thư? Chúng ta sẽ có là there are four, bốn phần ha, bao gồm là heading, opening, body of the letter and closing. Như vậy là chúng ta sẽ có phần mở đầu, phần opening, cái tiếp tiêu đề, heading, tiêu đề, sau đó chúng ta đến phần mở đầu, phần nội dung bức thư và cuối cùng là phần kết thúc của bức thư ha. Question C, what is the main section of the letter? Như vậy thì mình sẽ phần nào là phần chính của bức thư, đó chính là phần nội dung ha. Như vậy chúng ta sẽ có là is the body of the letter, đây là ha, đây là phần chính của bức thư. Question D, who had an enjoyable Christmas vacation? Ai đã có một cái kỳ nghỉ Giáng sinh rất là vui. Như vậy đó chính là bạn Tim ha. Tim had an enjoyable Christmas vacation. Và câu E hỏi là what does Hoa write about this new in her letter? Như vậy Hoa viết cái gì đây? Thì chúng ta sẽ dựa vào là Hoa, cô ấy viết là sao? I'm pleased to hear you had blah blah blah. Có nghĩa là phần này là chính là phần body của lá thư đó ha, phần nội dung của lá thư đó. Thì đây chính là cái phần mà Hoa muốn viết về bản thân của bạn Hoa, những điều đã xảy ra đối với bạn Hoa trong cái bức thư của ấy, thì đó chính là phần body đó. Phần nội dung của bức thư. The last question, what information does Hoa want to give Tim? Tức là thông tin Hoa muốn gửi đến thông tin nào cho bạn Tim? Đó chính là she wants to give him her first semester report and her travel to Huế to celebrate Tết. Như vậy là Hoa muốn gửi đến cái kết quả học tập học kỳ 1 của bạn Hoa, và muốn nói cho bạn Tim biết là cái chuyến đi đến Huế để mừng Tết đó, Hoa mừng đón Tết hoặc mừng đón Tết với gì, với bà của bạn Hoa. Đó chính là một câu hỏi nói về phần nội dung của bức thư mà bạn Hoa gửi cho bạn Tim. So now practice exercise 2. Alright, take books. Alright, page 51. Như vậy là sách giáo khoa trang 51 ha, phần practice 2. Alright, now have Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Giúp cho bạn là bây giờ chúng ta sẽ giúp bạn Lan viết một cái lá thư ha, cho bạn qua thư của cô ấy tên là Donna ở San Francisco. Use the information in the box. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng những cái thông tin ha, những thông tin người ta cho. Alright, Mother Day tức là ngày lại của mẹ ha. Rồi, như vậy second semester report last month, như vậy là cái kết quả học tập học kỳ 2 của tháng rồi. Rồi, good grades, tức là được những cái điểm tốt môn geography, physics and math. Teacher tell improve in English history. Như vậy là giáo viên có yêu cầu cải thiện gì môn tiếng Anh, môn lịch sử ha. In a few weeks, vào vài ngày tới sẽ đến cái gì, đến cái Mid Autumn Festival, Mom Festival. Như vậy là đến cái gì? Lễ Tết Trung Thu đó. Rồi Hạ Long Bay, tức là Hạ Long Bay với gì? Anne and Uncle Bus, tức là đi bệnh gì đó. This afternoon, và trưa nay. Rồi, send you sẽ gửi cho bạn cái gì? Poster. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào những thông tin này ha, chúng ta sẽ viết thành cái bức thư hoàn chỉnh ha, của bạn, để hai bạn đang viết cho bạn Donna in San Francisco. You have 5 minutes to do it. Tôi sẽ có 5 phút để viết cái bức thư nữa ha.
Time's up, chúng ta hết giờ rồi ha. Rồi, this is the sample letter, như vậy là this is sample letter, như vậy đây là một cái bức thư mẫu hay viết ha. Ví dụ như là mình sẽ có địa chỉ là district 11, district là 11, và Hồ Chí Minh City tức là quận 11 ha. Thành phố Hồ Chí Minh, rồi this is the tower, the third, 2021, như vậy là ngày 10 tháng 3, ngày 3 tháng 10, 2021 ha. Rồi, dear Donald, thanks for your letter and please to hear you had a happy Mother's Day. I received my second semester report last month. I got good grades for geography, physics and math, but my English and history results were poor. My English teacher asked me to improve English and history. I must study harder next school year. In a few weeks, we are going to celebrate the Mid-Autumn Festival. That's Moon Festival in autumn in Vietnam. I'm going to Hạ Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. And I'm going to stay there with them until after the festival. I will send you a postcard from there. I'm looking forward to hearing from you soon. With warm regards. Đây, đây là một bức thư mẫu. Phải viết dựa vào những nội dung phía trước đó. Thầy dựa vào phần đây là bức thư mẫu thì các em có thể viết là bức thư theo ý khác của mình và sử dụng những từ trong sách đã cho. So now correct the mistake in the letter. Nhưng mà chúng ta sẽ sửa cái phần của bức thư ha. Bức thư nó bị sai đó. Chúng ta sẽ sửa vào như vậy. Thầy sẽ trả lời con 3 phút để chúng ta sửa ha. 3 minutes to do it. Time's up, hết giờ rồi ha. Rồi là we correct. Đầu tiên chữ sai mình sẽ có là ok là 11, sai chỗ S thì mình sẽ sửa thành là 11th ha, thành T H. Rồi next, rồi đây là dấu chấm than ha, thì mình sẽ sửa thành như vậy mới đúng ha. Rồi thanks ha, thanks thì nếu là thanks không, còn thank you thì mình sẽ không S ha. Rồi I very thì mình sẽ sửa thành là I am mới được ha, hoặc là am. Very glad to hear you. Và đây enjoyable, nó bắt đầu là một gì?
nguyên âm nên mình sẽ dùng âm chứ không dùng ờ ha. Và đây là quá khứ đã xảy ra rồi ha, nên mình không chia hiện tại, mình sẽ chia quá khứ nên mình sẽ là received ha. Next we are going ha, to chứ chúng ta không dùng là we are go ha. And the last one là I'm looking forward to hearing, chứ chúng ta không dùng here ha. Right, so now next your homework. Right, first you learn by heart the new words and for the format of the letter. Chúng ta sẽ học gì? Học thuộc lòng những cái từ vựng ha, và cái định dạng của một bức thư ha. Right, write a letter to your friend and to tell about your school report. Nó là cái tưởng tượng ha, bây giờ chúng ta tưởng tượng là chúng ta sẽ viết một cái kết quả cái học kỳ 1 hoặc học kỳ 2 của mình đó cho bạn của mình ha. And prepare the next lesson, unit 6, listen and read. Chuẩn bị hàng trước phần kế tiếp bài số 6 ha, listen and read. Okay, now thank you for your watching. See you again.